Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 766 phê duyệt Bộ Chỉ số Chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Các nhóm chỉ số thành phần của Bộ Chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính gồm 1. Công khai, minh bạch, 2. Tiến độ, kết quả giải quyết, 3. Số hóa hồ sơ, 4. Cung cấp dịch vụ trực tuyến, 5. Mức độ hài lòng. Các tiêu chí đánh giá của từng nhóm chỉ số thành phần nêu trên được quy định chi tiết. Đối tượng được đánh giá là các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan đơn vị trực thuộc các cơ quan trên, các cơ quan đơn vị khác có cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Việc đánh giá thực hiện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng đã quyết định số 770 ngày 24 tháng 6 năm 2022 công nhận thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 767 ngày 23 tháng 6 năm 2022 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040. Phạm vi lập quy hoạch chung thành phố Phú Quốc đến năm 2040 bao gồm toàn bộ diện tích đất tự nhiên 589,27 km2, gồm có hai phường Dương Đông, An Thới và 7 xã Cửa Cạn, Gành Dầu, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Cửa Dương, Dương Tơ và Thổ Châu. Dự báo đến năm 2040, Phú Quốc có khoảng 680.000 người, trong đó bao gồm dân số quy đổi từ khách du lịch, lao động tạm trú khoảng 250.000 người. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng vừa ký quyết định số 769 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 dự án. Tuyến đường có chiều dài 27,43 km, điểm đầu giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điểm cuối giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Dự án được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027, sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.886 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 6, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Yamada Takio và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. Đà Nẵng đã ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 4 thành phố của Nhật Bản, bao gồm Kawasaki, Yokohama, Sakai và Kisarazu. Ngoài ra, thành phố còn có quan hệ hợp tác với hơn 15 tỉnh, thành phố khác của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, văn hóa, du lịch, phát triển dịch vụ logistics, cảng biển, trung tâm kinh tế biển, hạ tầng đô thị. Đến nay, sau gần 30 năm hợp tác, có 216 doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào Đà Nẵng. Trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức JICA quan tâm, hỗ trợ chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hợp tác phát triển dịch vụ logistics, cảng biển, trung tâm kinh tế biển, hạ tầng đô thị, đặc biệt là dự án di rời ga đường sắt cảng Liên Chiểu, đồng thời thúc đẩy mở cửa du lịch hai nước, sớm mở lại đường bay Đà Nẵng-Nhật Bản như trước đây gồm 7 đường bay. Ngày hôm qua, tỉnh Hà Nam đã tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và giải bơi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Nam lần thứ 6. Phong trào toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền về lợi ích và tác dụng của môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và công tác phòng chống tai nạn đuối nước, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước trong cộng đồng, đặc biệt là trẻ em. Thông qua hoạt động này, giúp nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình và toàn xã hội đối với công tác phòng chống đuối nước. Sau một thời gian dài phải gián đoạn vì đại dịch COVID-19, chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em nghèo do tổ chức Operation Smile và Bệnh viện Việt Nam Cuba phối hợp thực hiện đã chính thức được tổ chức trở lại tại Hà Nội, giúp lấy lại nụ cười cho các em nhỏ nghèo có dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Sau đại dịch, số lượng các em nhỏ nộp hồ sơ đăng ký để được phẫu thuật đã tăng lên rất nhiều so với những lần trước đây. Tại chương trình phẫu thuật nhân đạo lần này, nhiều cháu bé là người dân tộc thiểu số, đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể có điều kiện mổ nếu không được hỗ trợ. Tôi thấy rất vui vì con tôi sắp được mổ.
Tôi cảm ơn mọi người và các bác sĩ tại viện. Con của anh Ma Lùng là một trong hơn 100 bệnh nhi được thực hiện mổ trong chương trình lần này. Một chương trình kết hợp giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba và Operation Smile, tổ chức phẫu thuật nụ cười quốc tế thiện nguyện, chuyên cung cấp các ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ em và thanh niên bị dị tật trên khuôn mặt, mang lại nụ cười và cuộc sống mới. Việc thực hiện những chương trình phẫu thuật cho các cháu có khe hở môi và miệng và những dị tật khác, bẩm sinh khác của vùng hàm mặt thì là một cái chương trình thiện nguyện vô cùng nhân ái. Và để thực hiện tốt cái chương trình này thì cần phải có sự chung tay của rất nhiều tổ chức, cá nhân, rồi tập thể y bác sĩ. Những tổ chức mà tham gia đồng hành cùng với bệnh viện, hỗ trợ bệnh viện rất nhiều trong suốt cả quá trình hơn 30 năm qua, như là Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, tổ chức phẫu thuật nụ cười, rất nhiều các nhà tài trợ là những tập thể, những cá nhân, những tình nguyện viên đóng góp cho cái chương trình phẫu thuật này, kể cả về vấn đề tinh thần, vấn đề về sự hỗ trợ về các nguồn lực. Hơn 30 năm đã trôi qua, kể từ ngày đầu tiên chương trình phẫu thuật nhân đạo này được tổ chức, nhiều nụ cười của các em nhỏ nghèo đã được chữa lành, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho không chỉ các em, mà còn là người thân của các em. Điều đó trở thành động lực to lớn để các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba luôn sẵn sàng đồng hành với Operation Smile trong chương trình này. Qua 3 tuần thí điểm, số lượng xe sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng trên tuyến đường cao tốc ô tô Hà Nội-Hải Phòng đạt hơn 46.400 lượt xe mỗi ngày, bằng 107% lưu lượng trung bình 22 ngày trước khi thực hiện thí điểm. Mỗi ngày bình quân có thêm hơn 1.600 xe đăng ký dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, đa số chủ phương tiện chấp hành quy định. Trong thời gian bắt đầu thí điểm đến nay cũng không xảy ra các lỗi kỹ thuật, các sự cố về thẻ. Vào các ngày cao điểm cuối tuần, lưu lượng xe tăng nhưng cũng không xảy ra ùn tắc. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố yêu cầu quản lý chặt chẽ công tác đào tạo và cấp đổi giấy phép lái xe. Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải kịp thời phát hiện, kiểm tra, xác minh các tổ chức cá nhân thực hiện các hành vi gian lận trong các kỳ sát hạch, không để người dự sát hạch mang điện thoại di động, thiết bị thu phát tín hiệu và các ứng dụng công nghệ vào trong phòng sát hạch lý thuyết và trên xe sát hạch lái xe, đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình sát hạch lý thuyết qua hệ thống camera lắp đặt tại trung tâm sát hạch, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Thời điểm này, các huyện ngoại thành Hà Nội đang vào vụ thu hoạch lúa và như đến hẹn lại lên, đường giao thông ở nhiều nơi lại biến thành sân phơi thóc. Câu chuyện không hề mới nhưng lặp đi lặp lại từ năm này sang năm khác mà không hề có biện pháp xử lý từ chính quyền địa phương. Cùng với đó là những ẩn họa về tai nạn giao thông luôn rình rập người đi đường. Những hình ảnh này đã trở nên quen thuộc mỗi mùa thu hoạch lúa. Đường 3-4 làn xe thì một nửa biến hẳn thành sân phơi thóc. Người dân vô tư phơi thóc như một thói quen. Hết hộ này sẽ đến hộ khác, đùa nhau xí chỗ bằng những bao tải to chênh nghênh như thế này đặt ở giữa đường. Quốc lộ, đường gom, đường lớn thì chỉ chiếm một nửa, còn trong làng, đường liên xã, liên huyện thì toàn bộ diện tích mặt đường được biến thành sân phơi. Đã cả là cùng công an các thứ thì người ta xã người ta nhắc nhở nhưng mà đây cùng người chỉ phơi nửa đường thôi. Còn nếu đường thì cho xe cộ hoặc dân người ta đi. Không nên thì nói chung là nên nào cũng được. Thế nhưng mà ở đây làm phơi là nó nhanh khô hơn. Hoặc là nó chóng ráo hơn. Nhưng mà trăn trồn là vứt lắm. Nhanh hơn, nắng hơn. Về tình thì có thể hiểu và thông cảm cho những người nông dân này. Nhưng cũng phải thông cảm cho những người đi đường. Bởi không ít lần, chỉ vì những đống thóc này mà nhiều người tham gia giao thông phải chịu những thương tật không đáng có. Khi mà chúng ta phơi rơm rồi phơi thóc trên mặt đường ấy, thì làm cho tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường ấy nó không còn là trực tiếp nữa đấy, và khi mà người ta tiến hành phanh ấy, thì cái lực phanh nó gần như là ăn rất thấp và có thể xe hoàn toàn là dễ bị mất hướng khi mà các bánh xe tiếp xúc trên các cái lớp thóc đấy hoặc lớp rơm đấy. Mùa gặt vẫn còn kéo dài và những ẩn họa tai nạn giao thông từ việc phơi thóc trên đường vẫn luôn treo lơ lửng ở các vùng quê. Chính quyền địa phương cần có những giải pháp xử lý đối với thực trạng này, tránh để tái diễn năm này qua năm khác và đặc biệt là tránh những tai nạn đáng tiếc cho người tham gia giao thông.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Lương Khánh Thiện và Minh Khai, thành phố Phủ Lý với 14 ca mắc. Ngành y tế của tỉnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập ổ dịch. Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý đã phối hợp với các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch, gồm giám sát, điều tra các ca bệnh nghi ngờ, nắm bắt chặt chẽ tình hình, giám sát vector sốt xuất huyết, phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực có bệnh nhân sốt xuất huyết, vận động người dân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng bệnh và khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám điều trị. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 13 của Trung Quốc đã thông qua luật chống độc quyền sửa đổi nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, minh bạch và có thể dự đoán. Theo luật chống độc quyền sửa đổi mới được thông qua, Trung Quốc sẽ xây dựng và thực hiện các quy tắc cạnh tranh tương thích với nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và cải thiện cơ chế thị trường thống nhất, cởi mở cạnh tranh và có trật tự. Luật chống độc quyền được sửa đổi bổ sung dựa trên thực tiễn và các kinh nghiệm trước đây. Theo đó, luật sửa đổi cải thiện việc thiết kế các cơ chế liên quan, chẳng hạn như khuyến khích đổi mới song song với việc bảo đảm cạnh tranh công bằng trên thị trường, đề ra nguyên tắc bảo vệ an toàn và tăng cường các điều khoản về bảo vệ thông tin và quyền riêng tư cá nhân. Luật chống độc quyền sửa đổi của Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2022. Pháp đặt mục tiêu lấp đầy các cơ sở dự trữ khí đốt vào đầu mùa thu tới, trong bối cảnh nguồn dự trữ hiện nay chỉ còn 59% và tình trạng giảm nguồn cung khí đốt từ Nga đang ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường châu Âu. Theo thông báo của Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne, Pháp sẽ phối hợp với tập đoàn năng lượng Total Energy lắp đặt một kho dự trữ ngoài khơi để nhận khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại cảng La Havre vào tháng 9 năm 2023. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện nguồn cung khí đốt của Pháp mà không phụ thuộc vào Nga. Nước này đặt mục tiêu giảm 10% tiêu thụ năng lượng vì cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong khi đó, các nghiệp đoàn lớn của Pháp cùng nhau kêu gọi các nhân viên ngành lọc dầu và đường sắt quốc gia đình công trong ngày 6 tháng 7 để yêu cầu tăng lương trong bối cảnh lạm phát leo thang. Tập đoàn năng lượng Total Energy của Pháp cho biết họ đã áp dụng các biện pháp logistics để bảo đảm mạng lưới các trạm xăng dầu và khách hàng của tập đoàn sẽ được cung cấp đầy đủ cho đến hết tuần sau. Trong khi đó, tại Hungary, từ ngày 24 tháng 6, mỗi ngày, mỗi khách hàng chỉ được phép mua tối đa 50 lít nhiên liệu tại các trạm xăng thuộc tập đoàn năng lượng MOL, giảm một nửa so với quy định trước đó. Ngoài ra, người đổ đầy bình nhiên liệu sẽ không được mua theo giá trần nữa. Nhu cầu xăng dầu tăng 30-40% trong mùa hè do hoạt động du lịch và nông nghiệp. Tuy nhiên, việc chính phủ áp mức giá trần 1,27 đô la một lít đối với xăng RON 95 và dầu diesel thấp hơn nhiều so với giá thị trường, dẫn tới nguy cơ thiếu nguồn cung. Tập đoàn xăng dầu Hungary sở hữu mạng lưới trạm xăng dầu lớn nhất nước này kêu gọi chính phủ từng bước dỡ bỏ quy định giá trần, được áp dụng từ giữa tháng 11 năm ngoái. Canada vừa công bố khoản viện trợ mới trị giá 250 triệu đô la Canada, tương đương với 193 triệu đô la Mỹ dành cho chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Đầu năm nay, Canada cũng đã giải ngân 500 triệu đô la để giúp giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực ở các nước đang phát triển. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang ở Rwanda để tham dự một cuộc họp những người đứng đầu chính phủ các nước thuộc khối thịnh vượng chung, nơi nhà lãnh đạo Canada hy vọng sẽ tập hợp sự ủng hộ đối với Ukraine và hỗ trợ ứng phó hậu quả địa chính trị vì cuộc xung đột này. Các nước châu Phi, trong đó có 19 quốc gia thành viên của khối thịnh vượng chung, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực đặc biệt nghiêm trọng. Khối thịnh vượng chung bao gồm 54 quốc gia độc lập, có quan hệ lịch sử với Vương quốc Anh, đại diện cho khoảng 2,5 tỷ người. Các quốc gia thành viên của khối này trải dài từ một số nền kinh tế giàu nhất thế giới đến một số nền kinh tế nghèo nhất. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận hơn 251 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và đã tiêm được hơn 226 triệu liều. Tuy nhiên, tiến độ tiêm nhắc lại tại nhiều địa phương trong những ngày gần đây có chiều hướng chậm.
Theo ghi nhận của báo Nhân dân, hiện nay tại kho bảo quản ở Trung ương cũng như tại các địa phương có tình trạng tồn đọng vaccine phòng COVID-19, có thể dẫn tới nguy cơ hết hạn phải hủy bỏ. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung nguồn lực đẩy mạnh tiếp nhận và triển khai tiêm chủng để đạt các mục tiêu bao phủ vaccine, đồng thời tránh nguy cơ lãng phí vaccine. Việc thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế tại các bệnh viện không phải là vấn đề mới, trước nay thường xảy ra nhưng ở mức độ nhỏ và nhanh chóng được khắc phục. Tuy nhiên, theo phản ánh trên báo Kinh tế và Đô thị cuối tuần, thời gian qua sự việc trở nên nghiêm trọng khi hàng loạt bệnh viện lớn đều bế tắc trong việc tìm nguồn thuốc và vật tư y tế. Thực tế này cần được chính phủ, các bộ ngành liên quan và các địa phương sớm có giải pháp tháo gỡ bằng các biện pháp linh hoạt cụ thể, làm có trách nhiệm vì công việc chung, vì người bệnh, không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, gần một tháng nay giá phân ure trong nước đã bắt đầu giảm mạnh. Theo đó, trong tháng 5, giá phân ure giảm khoảng 700-980 đồng một kg. Và từ đầu tháng 6 đến nay, giá loại phân bón này tiếp tục giảm thêm 1.000-2.000 đồng một kg. Như vậy, có thể thấy sau khi lập đỉnh lịch sử cao nhất trong vòng 50 năm trở lại đây, giá phân bón trên thế giới và trong nước bắt đầu hạ nhiệt. Đây là tín hiệu vui cho người nông dân sau một thời gian dài oằn mình gánh hàng loạt chi phí tăng cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu liên tục leo thang, nỗi lo của nông dân vẫn còn thường trực. Hiện nay có một thực tế là hướng giải quyết căn cơ cho xỉ thải ra từ hoạt động của các nhà máy nhiệt điện khu vực phía Nam đến nay vẫn chưa thống nhất. Theo bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng, cả nước còn tới 48 triệu tấn tro xỉ đang tồn đọng tại bãi chứa của 28 nhà máy nhiệt điện. Hiện các nhà máy nhiệt điện than đang ngóng đợi sự chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải để có thể có cơ hội tiêu thụ khối lượng lớn tro xỉ giải phóng bãi chứa đã bị ùn ứ hàng chục năm. Và người dân khu vực xung quanh các nhà máy nhiệt điện than cũng mong muốn có hướng giải quyết căn cơ tro xỉ để môi trường có thể trong lành trở lại. Theo thông tin trên báo Đại Đoàn Kết, sau hơn 3 tháng mở cửa trở lại, du lịch Việt Nam đang ghi nhận việc ra quân rầm rộ của các địa phương với những chỉ số tăng trưởng ấn tượng. Bên cạnh những điểm đến thu hút đông khách du lịch, còn ghi nhận sự đang lên của nhiều gương mặt mới với các mô hình du lịch cộng đồng mang lại sinh kế cho người dân tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng để mô hình này phát triển bền vững, rất cần được địa phương trải thảm đỏ trong việc kêu gọi các nhà đầu tư, đồng thời cần duy trì tính nguyên bản của điểm đến. Do vậy, vai trò tư vấn của các chuyên gia du lịch vào các dự án phát triển du lịch cộng đồng là vô cùng cần thiết. Đến nay, Bộ Công an đã cấp hơn 65 triệu căn cước công dân gắn chip. Tuy nhiên, phản ánh trên báo Tuổi Trẻ, nhiều người dân cho biết đã làm căn cước công dân từ nhiều tháng, thậm chí làm lại mấy lần, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được căn cước công dân. Chung quanh vấn đề này, đại diện lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an cho biết, nguyên nhân là do các hồ sơ thu nhận căn cước công dân truyền lên Trung ương đã bị sai lệch dữ liệu dân cư, sai loại cấp, sai thông tin, dẫn đến chưa được cấp hoặc không được cấp. Trong khi đó, công an các địa phương chưa thể cập nhật chỉnh sửa hồ sơ sai lệch do công dân chưa cung cấp được hồ sơ, giấy tờ hợp pháp để chứng minh việc điều chỉnh, thay đổi thông tin. Tỷ lệ chọi vào nhiều trường trung học phổ thông công lập tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố năm nay tăng, khiến điểm chuẩn lớp 10 được dự báo biến động mạnh. Riêng tại Hà Nội, năm nay hơn 106.000 thí sinh cạnh tranh, giành khoảng 69.000 suất vào lớp 10 công lập không chuyên, tức là chỉ khoảng 60% số học sinh được tuyển vào trường trung học phổ thông công lập, còn lại sẽ học trường ngoài công lập, trường nghề. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, phụ huynh và học sinh không nên căng thẳng và cần nhận thức rằng trường trung học phổ thông công lập không phải là lối đi duy nhất. Cơ hội học tập của các em học sinh hiện nay rất rộng mở với đa dạng các loại hình học tập phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và năng lực học tập của từng học sinh. Thưa quý vị, Sóc Trăng là mảnh đất hội tụ hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ của ba dân tộc Khmer. Cách đây gần 500 năm, chùa Bốn Mặt được xây dựng. Đây là công trình kiến trúc độc đáo có giá trị văn hóa tiêu biểu, mang đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ.
tọa lạc tại ấp Phước Thuận, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Khi nhắc đến chùa Bốn Mặt, người dân Sóc Trăng thường kể về truyền thuyết của một tượng Phật có bốn mặt quay về bốn hướng. Mỗi hướng có năm vị Phật, được đồng bào Khmer tìm thấy trong quá trình khai phá đất hoang. Đây là một hiện vật thuộc di chỉ văn hóa ốc eo mà xa xưa, trải dài suốt dọc Hậu Giang, Tiền Giang. Cho đây là điềm lành, người dân đã xây dựng chùa, rước tượng Phật vào thờ từ năm 1537. Pho tượng này được đặt tại chánh điện, người dân rất dễ dàng đến chiêm bái. Gọi là chùa Bốn Mặt thì cũng nhờ là cái chùa Bốn Mặt này cũng như là cái Phật ông nội. Phật nổi là hồi lúc trước thì nổi lên là thấy cái hướng ông là Bốn Mặt luôn. Thì mới sau này mới là cất cái chùa xây dựng này ở trong cái chánh điện này. Thì hồi lúc đó thì cũng như là cái chùa Bốn Mặt thì bà con người ta rất là tôn trọng. Ông Phật chùa Bốn Mặt này thì hồi xưa thì ông rất là linh. Chánh điện của chùa Bốn Mặt có mái được kết cấu theo kiểu tam cấp. Trên đỉnh cao nhất là tượng Bốn Mặt hướng về bốn phía. Bên dưới mái ở phần tiếp giáp với cột là các tượng tiên nữ Kenor có gương mặt phúc hậu và các chim thần Crush miệng ngậm hồng ngọc. Tay nâng đỡ mái chùa tạo nên sự nhẹ nhàng, thanh thoát. Ở trung tâm chính điện là một pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 2m, ngồi thiền trên bệ cao 3m. Tượng Phật được trang trí hoa văn hình cánh sen. Theo thời gian, chùa Bốn Mặt được trùng tu và xây dựng thêm một số công trình hạng mục mới. Đặc biệt nhất là ao Mách Cha Linh được xây dựng trong năm 2016. Giữa ao là một tháp cao hơn 20m. Trong tháp có tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên con rắn 7 đầu khổng lồ. Xung quanh ao có hoa văn của bức tượng Bốn Mặt quay về bốn hướng và tượng 12 con giáp. 12 con vật tượng trưng con giáp của dân tộc Khmer, có 10 con giống của dân tộc Kinh. Riêng con mèo, con trâu của người Kinh được thay bằng con thỏ, con bò của người Khmer. Bà con khách ở nơi xa rất là lại cũng nhiều để lại hỏi thăm để cúng kiến. Diện tích của chùa khá rộng, khoảng 9 hecta, xung quanh rợp bóng cây xanh. Đặc biệt trong khuôn viên chùa có trồng trên 100 gốc cây hồng nhung được lấy giống từ Campuchia, có cây đến nay đã gần 100 năm tuổi. Nên đến đây thời điểm nào chúng ta cũng cảm nhận không khí mát mẻ trong lành. Thưa quý vị, lâu nay tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây tổn thất hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, ảnh hưởng xấu tới cả người tiêu dùng và có thể làm giảm uy tín của sản phẩm thật. Người tiêu dùng thì vẫn chịu thiệt, còn doanh nghiệp Việt, hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang nỗ lực xây dựng thương hiệu, cũng chỉ ngậm ngùi vì tình trạng giả mạo ngày càng tinh vi. Ngay cả tem chống hàng giả cũng bị làm giả hoặc bị phục chế dán lại vào những sản phẩm khác, khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang. Trước vấn đề này, một công nghệ mới trong chống hàng giả đã được nghiên cứu và triển khai. Để khẳng định chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, cũng như bảo đảm tiêu chuẩn với người tiêu dùng, doanh nghiệp này đã ứng dụng công nghệ True Data nhằm giúp khách hàng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hình ảnh người tiêu dùng dùng điện thoại thông minh để kiểm tra xuất xứ hàng hóa không còn xa lạ. Tuy nhiên, dùng điện thoại để kiểm tra những bát bún hay chiếc bánh mì đang ăn như thế này thì có rất ít đơn vị triển khai, bởi trong bối cảnh khó kiểm soát chất lượng thực phẩm như hiện nay thì không phải thông tin nào cũng được công bố. Bún xô là một món ăn chuyên về thực dưỡng, nên tôi muốn cái đầu vào và tất cả các nguyên vật liệu từ đầu vào nhà cung cấp thì bắt buộc phải có một cái nguồn gốc rõ ràng. True Data là giải pháp chống hàng giả được Trung tâm Công nghệ chống hàng giả tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp phát triển cùng công ty cổ phần True Data. Đây là giải pháp nhằm tối ưu hóa việc nhận biết hàng giả, hàng nhái thông qua việc theo vết sản phẩm. Giải pháp True Data hỗ trợ về truy vết, nhận dạng, cung cấp dữ liệu về sản phẩm. Đó là cơ sở để người dùng nhận biết về nguồn gốc sản phẩm. True Data được vận hành theo cơ chế đường đi của sản phẩm song song với đường đi của dữ liệu. Dữ liệu về sản phẩm được tạo ra tự động khi sản phẩm được vận chuyển hay phân phối đến người tiêu dùng thông qua các trạm nhập xuất được lắp đặt trên hành trình lưu thông sản phẩm.
với khả năng truy vết, True Data không những giúp người tiêu dùng quyết định nên hay không nên mua một sản phẩm nào đó, mà còn giúp cho nhà quản lý đưa ra các biện pháp chế tài thích đáng cho những cá nhân tổ chức cố ý gian lận trong thương mại. Giải pháp True Data thì được phát triển bởi các cái nhà phát triển của Việt Nam và đã xây dựng thành các cái phần mềm đồng bộ cho đối với cả chuỗi cung ứng. Đối với các cái giải pháp RFID trước đây của thế giới thì phải sử dụng các cái thiết bị đầu cuối, nó rất là đắt tiền. Thì đến cái giai đoạn này thì các cái nhà phát triển của True Data người ta đã tích hợp nó thành những cái phần mềm mà dễ dàng cài đặt trên các cái điện thoại thông minh để các cái chi phí về đầu cuối nó được giảm thiểu bằng không. Đây là giải pháp chống giả hiện đại và đặc biệt là không thể làm giả cho đến thời điểm hiện tại. Để minh chứng cho điều này, công ty True Data đã liên kết với các đơn vị bảo hiểm có uy tín để đảm bảo cho giải pháp của mình. Theo đó, nếu giải pháp của True Data bị làm giả và khiến khách hàng mua phải sản phẩm giả, phía công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chi trả số tiền bằng với giá trị hàng hóa mà khách hàng đã mua. Hiệu quả của cái công nghệ True Data này nó thể đáp ứng được cái thực tiễn và nó đảm bảo được rằng là người dùng sử dụng được đúng cái sản phẩm mình cần và cái người bán họ tự tin với cái sản phẩm của mình và đã có những bên thứ ba bảo hiểm chẳng hạn, họ quan tâm và họ sẵn sàng là đứng ra bảo lãnh cho cái bảo trợ về mặt thông tin cũng như là những cái rủi ro mà khi sử dụng cái sản phẩm mà đã ứng dụng cái công nghệ True Data này, khi xảy ra sự cố thì họ hoàn toàn có thể có những cái bồi thường thiệt hại hay là có những cái tư vấn về mặt kỹ thuật như thế nào đó. Thì tôi cho rằng là đây là cái công nghệ mà chúng ta cần phải nhân rộng trong thời gian tới. Tình trạng hàng nhái, hàng giả vẫn luôn là nỗi lo thường trực của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản phẩm có tác động trực tiếp tới sức khỏe con người như mỹ phẩm, dược phẩm hay thực phẩm. Ngoài chức năng xác thực thật giả, True Data còn tạo ra cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng một cách chặt chẽ và mật thiết. Các bên đều được hưởng lợi ích trong quá trình lưu thông hàng hóa. Doanh nghiệp có công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh, chính quyền cũng có được biện pháp quản lý thị trường hiệu quả.